vào chương trình. Mình năm nay 50 tuổi, sắp tới mình dự định chuyển sang phương pháp ăn thực dưỡng. Tuy nhiên mình sẽ không dùng gạo lứt, rau củ mà chỉ ăn mỗi hạt dinh dưỡng. Thưa bác sĩ, nếu mình chỉ ăn hạt dinh dưỡng mỗi ngày, không ăn gì khác thì liệu có đủ chất cho cơ thể hay không? Mong được tư vấn ạ. Vâng ạ, xin chào chị. Chắc chắn là phương án của chị là phương án không tốt rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng với nhau xem như thế này nhé. Trong thực tế thì không có bất cứ một loại thực phẩm nào mà cung cấp đầy đủ các chất dinh dưỡng mà cơ thể cần cả. Vì vậy là nếu mà chúng ta chỉ ăn toàn các loại hạt dinh dưỡng thôi thì bạn sẽ thiếu rất nhiều chất. Chúng tôi sẽ ví dụ ngay đầu tiên là như thế này. Bây giờ chúng ta gọi là hạt dinh dưỡng là có nhiều loại hạt. Hạt thì chúng ta hay gọi là nuts và seeds. Chúng ta sẽ cùng với nhau xem nhé. Những người ăn thực dưỡng là thường người ta hay đặt ở trên thông tin là người ta sẽ ăn gạo lứt và muối mè. Thế bây giờ mè hay còn gọi là vừng thì là seeds, thì thành phần nó cung cấp cái gì? Chúng ta cung cấp được nhiều chất dinh dưỡng. Trong này thì nhiều nhất là chất béo, nhưng mà chất đạm ở trong hạt mè nó rất là ít. Vì vậy là nếu bạn ăn như thế thì chúng ta sẽ bị thiếu chất đạm. Một cái loại nắc mà chúng ta có thể tìm thấy khá là phổ biến, ví dụ như là chúng ta có thể chọn là đậu phộng này, rồi chúng ta có thể chọn hạt nha này, hạt mắc ca này, rồi hạt ốc chó này, hạt ốc chó này, hạt hạnh nhân này. Thì các loại hạt này các bạn hay gọi là các loại hạt dinh dưỡng. Các loại hạt này có rất là nhiều chất béo. Nếu bạn ăn toàn hạt thôi thì bạn sẽ bị thừa chất béo, nhưng mà lại bị thiếu cái gì? Thiếu rất là nhiều vitamin, chất khoáng. Chắc chắn là chị sẽ thiếu vitamin D, chị sẽ thiếu sắt, thiếu kẽm, thiếu selen, thiếu đồng, và đặc biệt là chị sẽ thiếu chất xơ rất là nhiều. Thêm nữa là các cái chất hóa thực vật vốn dĩ có nhiều trong rau và trái cây cũng không có, và các loại hạt này thì không có nhiều vitamin C. Nãy chúng ta kể ra là chúng ta thấy thiếu quá nhiều chất dinh dưỡng. Và thứ hai là trong thực tế thì chắc là chị không áp dụng được đâu, bởi vì nếu mà chị ăn toàn hạt thôi thì chị sẽ rất là đầy bụng, khó tiêu, bởi vì là thiếu các cái chất để hỗ trợ cho quá trình chuyển hóa. Cho nên là phương án này thì chắc chắn là không phù hợp rồi. Chị nên áp dụng cái chế độ ăn mà chúng ta đã tìm hiểu từ đầu rồi đấy. Chị theo dõi chương trình thì chị áp dụng từ đầu, và lượng hạt chúng ta nên ăn một ngày là bao nhiêu. Nếu áp dụng thực dưỡng thì chúng ta nên ăn một ngày vào khoảng 30g. 30g một ngày thì sẽ cân đối thêm các chất dinh dưỡng, nhưng mà không làm cho chúng ta bị quá về mặt năng lượng. Và lưu ý là các loại hạt thì thông thường là cái năng lượng của nó rất là cao, vì hàm lượng chất béo trong các loại hạt thì tương đối là nhiều.